liền với dòng chảy lịch sử nước Việt, có một loại nhạc cụ góp phần làm nên ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa quốc tộc của người Việt. Đó chính là đàn bầu, một tên gọi rất thuần Việt. Một dây nũng nịu đủ lời, nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh. Chỉ với một dây nhưng nó diễn tả được mọi cung bậc của âm thanh và tình cảm. Tiếng đàn hết sức quyến rũ, đã đi vào lòng người một cách du dương, cho ta cảm thấy sự chân chất, mộc mạc và đặc biệt là rất gần với tiếng nói của người Việt. Đàn bầu chính là sự sáng tạo, một phát kiến của người Việt. Đàn bầu hay còn gọi là độc huyền cầm, là một nhạc cụ thuần Việt nhất và cũng được coi là một trong số những cây đàn độc đáo của thế giới, nhưng cấu tạo lại rất đơn giản. Về cấu tạo, kết cấu khá đơn giản, chỉ bao gồm một hộp đàn, hộp cộng hưởng, làm bằng tre hoặc gỗ, một vòi đàn để tạo ra cao độ và một dây duy nhất không hề có phím, nên được xếp vào họ dây và thuộc chi dây gãy. Trước kia, thân đàn bầu được làm bằng một đoạn ống tre, ống bươn, thì nay được làm bằng hộp gỗ hình chữ nhật dài khoảng 110-120cm. Mặt đàn hay hộp đàn thường được làm bằng gỗ ngô đồng, với một đầu hộp to, đường kính 12cm chứa bát âm, đầu còn lại thon nhỏ hơn tầm 9cm. Cần đàn hay còn gọi là vòi đàn, bộ phận chính yếu để tạo ra cao độ, được làm bằng sừng tre dẻo, nay thay bằng sừng trâu với độ dài từ 50-70cm, gắn ở đầu nhỏ của hộp đàn, xuyên qua bầu đàn. Dây đàn làm bằng dây móc, xe lại hoặc dây mây, dần thay bằng dây tơ, sau này thay bằng dây sắt. Bầu đàn được làm bằng phần núm của quả bầu hồ lô hoặc được tiện ra từ gỗ. Dây đàn sẽ được cột cố định vào đầu to chứa bát âm của hộp đàn, kéo dài dọc theo mặt đàn rồi cột vào phần cần đàn ở đầu nhỏ, chỗ giao của bầu đàn và vòi đàn. Dụng cụ gãy được làm từ tre, gian, thân dừa, gỗ mềm, gót thành que có độ dài từ 4-5cm. Về cách chơi, que đàn được đặt trên hai đốt ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải, còn đốt thứ nhất của ngón cái thì giữ que đàn. Đầu nhỏ của que thường nhô ra khoảng 1,5cm. Chúng ta đặt que gãy trong lòng bàn tay phải, sao cho que hơi chết so với chiều ngang dây đàn. Hai ngón còn lại thì hơi cong theo ngón trỏ và giữa. Khi gãy dây, ta đặt cạnh bàn tay vào điểm phát ra bội âm, hất nhẹ que đàn, cùng lúc nhấc bàn tay lên, ta sẽ có được âm bội. Những điểm cạnh bàn tay chạm vào gọi là điểm nút. Những điểm trên dây đàn được que gãy vào gọi là điểm gãy. Chúng ta kết hợp với việc rung cần đàn bên tay trái tạo ra nhiều âm thanh có các cao độ khác nhau. Thank you.
có thể thấy, đàn bầu không chỉ là một loại nhạc cụ truyền thống. Với quá trình phát triển, cho thấy đàn bầu thực sự là một nhân chứng đặc biệt trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đàn bầu được coi là linh hồn dân tộc Việt, cho đến nay vẫn luôn đứng đầu trong các loại nhạc cụ truyền thống ở Việt Nam. Vừa rồi là phần giới thiệu sơ nét về cây đàn bầu. Mong rằng những tư liệu trên có thể giúp các bạn hiểu hơn về loại nhạc cụ này. Xin chào và hẹn gặp lại!